nhận 6,7 tỷ đồng tiền bán độ, thủ môn tuyển Trung Quốc vướng vòng lao lý. Thủ môn Gu Chao của câu lạc bộ Zhejiang Ro, người đã bị bắt vào đầu năm 2023, đã bị chuyển đến một nhà tù và đang chờ xét xử tại tòa. Theo truyền thông Trung Quốc, Gu Chao đã bị đưa vào tầm ngắm từ lâu vì những hành vi lạ của anh trong trận đấu ở FA Cup Trung Quốc năm 2020. Thời điểm đó, anh còn khoác áo Jiang Suk Sunin. Năm 2021, Jiang Suk Sunin bị giải tán và Gu Chao chuyển đến Zhejiang Ro. Vài ngày trước khi mùa giải 2023 bắt đầu, Gu Chao bị bắt trong sự ngỡ ngàng của các thành viên trong đội. Có thông tin cho rằng khi còn khoác áo Jiang Suk Sunin, anh đã nhận 2 triệu tệ, tương đương 6,7 tỷ đồng, từ một nhân vật khả nghi để thả cho đối thủ thắng. Nhân vật này có họ Gu và bị nhà chức trách điều tra từ lâu. Chưa rõ Gu đã bị bắt hay chưa. Nhưng với Gu Chao, quá trình điều tra anh gần như đã hoàn tất. Sau nhiều tháng ở trại tạm giam, anh đang chờ ngày xuất hiện ở tòa án. Sự vụ này càng khiến bóng đá Trung Quốc đau đầu trong bối cảnh thành tích đi xuống, những scandal liên quan đến quan chức, cầu thủ lại đi lên. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá cùng các quan chức khác đã bị bắt giam, trong khi huấn luyện viên Li Tai cũng đang trong vòng lao lý. Với Gu Chao, thủ môn này từng nổi lên những năm 2005-2010 và anh đã hai lần khoác áo đội tuyển Trung Quốc. Đến 2016, anh chuyển sang Jiang Suk Sunin và thi đấu đến thời điểm câu lạc bộ này giải thể. Sau đó anh được chuyển giao cho Zhejiang Ro nhưng chỉ kịp thi đấu 2 mùa trước khi bị tống giam. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.